tiếp tục chia sẻ cho các bạn một vườn đào thế, gốc rất là to và cổ thụ rồi. Đây, các bạn nhìn đây, thực tế luôn, đã được đánh lên chậu rồi. Chậu này có đường kính khoảng 45-50 đấy thôi. Chậu lục giác nha các bạn nhé. Gốc rất là già. Đây là một cây đào gốc thế to này. Đây, các bạn nhìn thực tế luôn. Đây là đào mắt nâu nha các bạn nhé. Gốc này của nó khả năng nó tuổi đời của nó cũng tương đối nâu đấy các bạn. Anh nhìn ra gốc nó xù xì rất to này. Rất là đẹp luôn. Rất là cổ thụ. Đây, các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem tất cả vườn luôn nhé. Rất là rộng luôn. Đấy. Đấy các bạn nhìn. Gốc rất là to luôn. Đa dạng là dạng loại luôn. Các bạn xem thực tế đây. Toàn gốc rất là già luôn. Rất là đẹp. Và mé bên trong này đây các bạn nhìn này. Rất là đẹp luôn. Ngoài những mặt hàng này, nhà vườn còn có những cây rất là to luôn này các bạn nhìn này. Đào thế khủng luôn. Cũng đã được cho vào trong chậu hết rồi nhá. Các bạn xem là địa chỉ ở vườn này là ở tại Thường Tín nha các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu mua hay gì thì cứ về tại Thường Tín và điện theo số điện thoại ở đầu clip mình đã ghim đấy, và liên lạc trực tiếp với bác chủ vườn. Thì nhà vườn thì có rất nhiều loại, các bạn tha hồ lựa chọn, thích chọn loại nào thì chọn. Cây to, cây nhỏ và chậu to, chậu nhỏ đều có cả. Tùy theo sở thích của mỗi người. Bạn nào thích cây to thì về chọn cây to, mà là thích cây nhỏ thì chọn cây nhỏ. Thì clip của mình đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.